Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng sử dụng đồ da hoặc giả da một lần. Thế nhưng, khi nhắc đến đồ da được chế tác tinh xảo, thì nhiều người nghĩ ngay đến những thương hiệu đồ da tên tuổi đến từ những kinh đô thời trang như Pháp, Anh hay Ý. Tuy nhiên, xét về khía cạnh lịch sử, thì nghề làm đồ da thủ công của Việt Nam, đặc biệt là của Hà Nội, có tuổi đời không hề kém cạnh các nước trên thế giới. Dấu ấn cá nhân rõ nét, đường vân tinh tế, các chi tiết được chế tác hoàn toàn thủ công và mang tính độc bản trên mỗi sản phẩm. Gần đây, trước xu thế yêu thích của giới trẻ dùng đồ sản xuất thủ công, sản phẩm đồ da bắt đầu được yêu chuộng và lên ngôi. Chất liệu da luôn đem đến sự thời thượng cho chủ nhân. Không những vậy, nó còn có sự đa dạng trong cách xử lý chất liệu, kiểu dáng và màu sắc, giúp cho người dùng có những sản phẩm ngày càng sành điệu. Thêu lên da, đan lát hay khắc laser là những cách trang trí lên da thuộc mà nhiều người chọn để làm túi xách. Và xu hướng mới đang được các bạn trẻ theo đuổi là điêu khắc trên da. Nghệ thuật điêu khắc trên da được cho là ra đời ở Tây Ban Nha và Mexico, du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây và hiện nay được nhiều bạn trẻ rất yêu thích. Nghệ thuật chạm khắc da thủ công đang trở thành một trào lưu được giới trẻ yêu thích trong một vài năm trở lại đây. Đa phần các bạn trẻ theo đuổi làm nghề đồ da thủ công vì yêu thích, nhưng cũng có những bạn đã biến đam mê của mình thành nghề nghiệp. Thậm chí, việc kinh doanh của họ đem lại thu nhập đáng kể cho bản thân. Rất may mắn là mình được sinh ra trong một gia đình mà có 3 thế hệ gắn bó với công việc làm và buôn bán đồ da. Thật ra thì ban đầu thì mình chỉ làm những món đồ rất là nhỏ thôi, như là vòng tay, hay là những chiếc móc khóa, hay là những chiếc ví đựng điện thoại để tặng những cái người mà mình yêu quý. Thì mình nhận được những lời khen tích cực từ mọi người thì mình cảm thấy rất là vui. Khởi đầu thì chỉ là ý thích thôi, nhưng mà khi bắt đầu có những thành công đầu tiên thì về đồ da thủ công này thì mình nghĩ đây là một ngành hàng xuất khẩu thực sự. Chúng mình cũng đang tìm hiểu một số cái cách thức để đưa sản phẩm thủ công của mình ra với thị trường thế giới. Có thể không đẹp lộng lẫy và hoàn hảo như sản phẩm làm bằng máy công nghiệp, nhưng đồ làm tay vẫn rất được lòng khách hàng trẻ trong nước và thậm chí là người nước ngoài. Tuy nhiên, những bạn trẻ làm chạm khắc da cũng chia sẻ, làm da thủ công không phải cứ khéo tay là đủ. Quan trọng phải có tư duy sáng tạo và hiểu biết mỹ thuật mới có thể tạo ra một sản phẩm đẹp. Bất cứ ai cũng đều có thể làm một phụ kiện da cơ bản khi được chỉ dẫn đầy đủ. Nhưng một sản phẩm da thủ công nghệ thuật cần phải được thiết kế quy củ trên giấy, sau đó tính toán thật kỹ để cắt, đột chỉ và chế tác cầu kỳ mới cho ra thành phẩm hoàn hảo. Ban đầu thì nó là một miếng da bình thường, nhưng mà đó không phải là da mà mình hay thấy ở các loại sản phẩm ở bên ngoài, mà nó là một dòng da có tên là da Vectan. Thì đầu tiên đó là mình sẽ làm ẩm bề mặt da trước. Làm ẩm bề mặt da xong rồi mình sẽ đưa những cái hình mà mình đã thiết kế trên máy tính, mình can lên giấy và sau đó mình sẽ phải đi nét trên da. Đi nét xong rồi thì mình sẽ dùng công cụ dao khắc để mình khắc từng đường nét một theo đúng cái ý thích của mình ấy. Và sử dụng các công cụ hỗ trợ, các tool mà mình nhập từ Mỹ, từ Nhật để mình làm lún bề mặt da để tạo thành các hình khối nổi lên trên bề mặt. Sau khi mà mình đã có được những cái hình ưng ý rồi thì mình bắt đầu mới lên màu sản phẩm. Thì cái công đoạn lên màu đó là mình phải đi màu nền trước và mình đi thật nhiều lớp để cho cái màu nó được đều nhau. Sau đó thì mình mới đi vào hình nét chính. Sau khi lên màu xong thì mình sẽ chốt màu. Từ cái công đoạn chạm khắc đến cái công đoạn mà hoàn thành xong một mảng màu da như một cái bức tranh ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 ngày để cái hóa chất nó có thể ngấm sâu vào da và nó có thể bền nhất có thể. Thì sau công đoạn đó rồi thì mình mới đột lỗ và bắt đầu khâu tay từ sản phẩm một. Những bạn trẻ trên nick này đã tạo dựng nên địa chỉ làm đồ da thủ công được người dùng tín nhiệm với những thế mạnh và ưu điểm riêng, đặc biệt là kỹ thuật chạm trổ, điêu khắc tinh xảo và gu thẩm mỹ cao.
chiêm ngưỡng các sản phẩm đồ da thủ công được chạm khắc của họ, ta có thể cảm nhận những nét văn hóa Việt Nam độc đáo riêng, nét cội nguồn quấn quýt trong từng sản phẩm, bởi chúng được tạo ra bởi chính những đôi tay diệu kỳ của người thợ thủ công trẻ tuổi Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa khi môi trường văn hóa có nhiều biến động như hiện nay, các sản phẩm thời trang đang ảo ạt và bão hòa. Chắc chắn các sản phẩm đồ da thủ công được chạm khắc sẽ được nâng niu, trân trọng và hy vọng sẽ trường tồn như chính chất liệu của nó.